Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 38, đoạn qua xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm nay, 29 tháng 12, thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe container mang biển kiểm soát 15C19696 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 15R10871 lưu thông trên quốc lộ 38 hướng Hải Dương, Bắc Ninh. Khi qua địa bàn trên thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà chở cháu gái 13 tuổi điều khiển cùng chiều. Sau va chạm khiến hai bà cháu ngã ra đường, người bà bị thương nặng, bé gái 13 tuổi bị container cán tử vong, thương tâm. Nguyên nhân ban đầu, theo một số nhân chứng cho biết do tài xế xe container chạy ẩu, ép hết phần đường người đi xe đạp điện, dẫn đến tai nạn thương tâm. Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 38 ùn tắc kéo dài. Sự việc được ghi lại trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo đó, chiếc xe khách limousine 16 chỗ mang biển kiểm soát 51B lưu thông trên cao tốc hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến km 40 thì do vượt ẩu đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải. Hậu quả chiếc xe khách limousine bị nát phần sườn xe bên phải, chiếc xe bị hỏng nặng. Xe tải móc nhẹ phần thùng xe. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Theo lời kể của tài xế xe có gắn camera hành trình thì trước đó vài phút, tài xế chiếc xe khách limousine này đã liên tục vượt xe của anh và các xe khác mà không hề xi nhan. Hậu quả tai nạn dường như đã được báo trước vì lái xe khách limousine chạy ẩu. Sự việc được ghi lại vào tối ngày 28 tháng 12 trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Chiếc ô tô 4 chỗ chạy hướng thành phố Hà Nội đi cầu Thanh Trì. Khi đi qua địa bàn trên thì tài xế tăng ga vượt từ làn bên phải. Trong quá trình vượt đã xảy ra va chạm với chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều ở làn giữa. Hậu quả, chiếc ô tô con bị xoay ngang 180 độ, suýt đâm vào ô tô có gắn cam hành trình. Rất may, tài xế và một người ngồi sau không bị thương. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn thoát chết của ba người đàn ông, khiến dân mạng không khỏi thót tim. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, chiếc xe ô tô bán tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ quay đầu xe giữa đường. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở ga đi tới, tông trúng vào chiếc đuôi xe ô tô bán tải. Sau cú tông mạnh, chiếc xe ô tô bán tải văng lên vỉa hè, chiếc xe tải bị nát đầu, tiếp tục lao về phía ba người đàn ông đứng bên kia đường. May mắn là tài xế đã kịp đánh lái, tránh được tai nạn thảm khốc xảy ra. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chú ý. Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 29 tháng 12, tại đường 23 tháng 10 thuộc thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn làm 3 người bị thương, trong đó có 2 cháu nhỏ. Khi đó chị T điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 79N76396 lưu thông theo hướng thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh thì xảy ra va chạm với xe chạy cùng chiều mang biển kiểm soát 79N197156 do chị D điều khiển. Trên xe chở 2 cháu nhỏ. Vụ va chạm làm 2 cháu nhỏ và chị Dê bị thương, được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh cấp cứu. Theo người nhà chị Dê, 2 cháu bị chảy xước trên cơ thể, trong đó một cháu phải khâu 4 mũi, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, thời gian tới sắp có nhiều dự án chuẩn bị đi vào hoạt động sau nhiều năm xây dựng. Theo Bộ trưởng, hiện có nhiều dự án đang chuẩn bị hoàn thành trong thời gian tới, bao gồm tuyến đường Vàm Cống - Rạch Sỏi - Hầm Hải Vân 2, các dự án đường băng Nội Bài - Tân Sơn Nhất, xây dựng cầu Cửa Hội, sửa chữa cầu Thăng Long, xây dựng đường vành đai Mai Dịch - Nam Thăng Long, phấn đấu nhanh nhất có thể hoàn thành đường sắt Cát Linh - Hà Đông và vận hành dự án Trục Lương - Mỹ Thuận. Đây là 8 dự án phấn đấu nhiều năm và nay đã cơ bản hoàn thành. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã hoàn thành 35 trạm thu phí tự động không dừng, nâng lên 100 trạm và còn 17 trạm đang phấn đấu hoàn thành. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị khởi công nhiều dự án, cụ thể là khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên của sân bay Long Thành vào đầu năm mới. Dự án quốc lộ 19 nối Kon Tum - Bình Định, dự án tuyến tránh Long Xuyên, tuyến Lai Châu - Lào Cai. Tổng cộng có 8 dự án chuẩn bị khởi công để công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 tốt hơn. Bộ trưởng Giao thông Vận tải cũng nhắc tới hàng loạt dự án được thúc đẩy trong thời gian tới, trong đó có 4 dự án tại Đông Nam Bộ và 5 dự án tại đồng bằng sông Cửu Long. Riêng hàng không tập trung vào sân bay Điện Biên, Chu Lai, Côn Đảo. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về phối hợp xử lý các vụ việc sử dụng không đúng quy định khi đi tàu bay. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo và tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương, tổ chức tuyên truyền cho hành khách biết việc sử dụng giấy tờ tùy thân không đúng quy định khi tham gia vận chuyển hàng không là vi phạm quy định pháp luật.
đồng thời hoàn tất hồ sơ vi phạm theo đúng quy định và xử lý nghiêm đối với hành khách sử dụng giấy tờ không đúng quy định khi tham gia vận chuyển bằng đường hàng không. Đồng thời yêu cầu các cảng vụ hàng không với trách nhiệm là cơ quan kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của các đơn vị tại cảng hàng không, sân bay và là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh, thành phố, huyện đảo, nơi có cảng hàng không, sân bay cần phải tổng hợp, trao đổi kịp thời các vụ việc hành khách sử dụng giấy tờ xác nhận nhân thân không đúng quy định và sử dụng giấy tờ giả, gửi và đề nghị công an tỉnh, thành phố, huyện đảo, nơi có hành khách vi phạm để xác minh kịp thời xử lý. Các hãng hàng không chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thông báo tới các đại lý bán vé của hãng để có biện pháp ngăn chặn việc đăng ký không đúng thông tin hành khách khi mua vé. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự kiến dự án sửa chữa cầu Thăng Long Hà Nội sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào ngày 8 tháng 1 năm 2021. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối với đường Vành Đai 3, đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long và giảm tải cho cầu Nhật Tân. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 16 tháng 8. Và công trình này kết cấu được thực hiện bằng các giải pháp khoa học và kỹ thuật mới có độ bền tốt nhất. Tổng cục Đường bộ tin tưởng sẽ hoàn thành sớm hơn so với tiến độ đề ra vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, đảm bảo kết cấu bê tông siêu tính năng dày 6cm và bản mặt cầu có tuổi thọ lên tới 30 năm. Riêng với lớp thảm bê tông nhựa tạo nhám dày 4cm trên cùng mặt cầu sẽ tồn tại từ 5 cho tới 10 năm tùy theo tải trọng xe. Đồng thời mong muốn có hệ thống kiểm soát tải trọng xe tại cầu để đảm bảo bền vững kết cấu của cầu Thăng Long. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các biện pháp tháo gỡ khó khăn về phương án tài chính cho các dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả, bao gồm các hầm đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông và Hải Vân 2. Qua đó sớm đưa công trình mở rộng hầm Hải Vân vào khai thác. Công trình mở rộng hầm Hải Vân, hầm Hải Vân 2 là hạng mục triển khai sau cùng của dự án. Hội đồng nghiệm thu nhà nước đã kiểm tra, chấp thuận và kết quả nghiệm thu cũng như đánh giá công trình đảm bảo an toàn, chất lượng. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục để sớm đưa công trình mở rộng hầm Hải Vân vào vận hành, khai thác. Đến nay, toàn bộ các công trình thuộc dự án đã được nhà đầu tư hoàn thành theo đúng cam kết tại hợp đồng. Tuy nhiên, những khó khăn vướng mắc về phương án tài chính của dự án bao gồm có bố trí 1.180 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước cho dự án, cơ chế trạm thu phí tại trạm La Sơn - Túy Loan chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng đến kinh phí vận hành, bảo trì hầm và phương án trả nợ ngân hàng. Để giải quyết khó khăn về phương án tài chính của dự án, kịp thời đưa công trình mở rộng hầm Hải Vân vào khai thác sử dụng, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông trong bối cảnh hầm Hải Vân 1 đang quá tải. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí 1.180 tỷ đồng vốn nhà nước theo kế hoạch để hỗ trợ dự án theo chủ trương đã được chấp thuận và hợp đồng đã ký kết. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, dự kiến đầu tháng 1 năm 2021 sẽ đưa vào khai thác tuyến phà từ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại chủ đầu tư đã xây dựng cầu bến tại huyện Cần Giờ và thành phố Vũng Tàu. Phương tiện vận tải đã được chuẩn bị, trong đó có một phà với sức chở là 190 hành khách, 10 xe ô tô tải 13,1 tấn, 12 ô tô 7 chỗ và 150 xe máy. Hiện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang kê khai giá vé với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và thống nhất với phía thành phố Vũng Tàu. Tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu có cự ly khoảng 15 km, xuất phát từ bến tắc xuất Cần Giờ đến Vũng Tàu và thời gian chạy là khoảng 30 phút. Sáng nay 29 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, đơn vị triển khai thu phí không dừng giai đoạn 2 đã chính thức đồng loạt thông xe hệ thống thu phí sử dụng đường bộ tự động không dừng ePass. Và điều này có nghĩa là toàn bộ các trạm thu phí trên toàn quốc đã thực hiện việc triển khai thu phí không dừng liên thông, bao gồm có eTag và ePass. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội cho biết, ngày hôm nay đã triển khai đồng loạt ePass tại 35 trạm thu phí ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam. Trong số đó, 25 trạm Viettel thực hiện theo cam kết với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và
30 trạm ngoài dự án là các trạm Viettel chủ động đàm phán và ký kết với các nhà đầu tư BOT. Theo ước tính, sử dụng hệ thống thu phí không dừng E-Pass, người tham gia giao thông sẽ giảm được thời gian đi qua các trạm thu phí khoảng 60 lần so với thu phí bằng hình thức soát vé thủ công. Khách hàng sử dụng dịch vụ E-Pass sẽ được trải nghiệm dịch vụ toàn trình trên nền tảng số từ đăng ký dịch vụ, phục vụ dán thẻ, thanh toán và chăm sóc khách hàng. Năm trạm thu phí trên toàn quốc chính thức triển khai hệ thống thu phí không dừng sau hơn 2 tháng triển khai, có phần tăng trưởng hơn 80% so với số lượng trạm thu phí không dừng thực hiện trong 4 năm trước đó. Điều này một lần nữa khẳng định năng lực và kinh nghiệm, sự nỗ lực của Viettel khi tham gia giải quyết các bài toán ở quy mô quốc gia trong thời gian thần tốc. Những kết quả tương tự cũng đã được Viettel liên tục chứng minh thông qua các dự án lớn trong ngành y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, quốc phòng trong suốt thời gian qua. Khép lại năm 2020, sự kiện khai trương và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng E-Pass đã đánh dấu mốc quan trọng của Viettel trong việc đáp ứng tốt nhất về hạ tầng, nền tảng và giải pháp công nghệ cho ngành giao thông trên hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành. Để có thể đưa hệ thống vào hoạt động đồng nhất, giúp giải quyết vấn đề thu phí không dừng, Viettel đã đưa vào ứng dụng công nghệ hiện đại nhất theo tiêu chuẩn các quốc gia phát triển. Đồng thời, khách hàng có thể nạp tiền vào tài khoản giao thông từ 40 ngân hàng nội địa, đặc biệt là giải pháp thanh toán trực tuyến khi kết nối với ngân hàng số Viettel Pay. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cùng Viettel đã cùng đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam đứng trong top 10 quốc gia có tỷ lệ phương tiện dán thẻ thu phí tự động cao nhất trong khu vực. Tôi tự tin sẽ cùng ngành giao thông bắt kịp xu hướng chuyển dịch về công nghệ giao thông thông minh trên thế giới và khu vực, sớm đưa Việt Nam đứng trong top những quốc gia phát triển về giao thông thông minh. Viettel cam kết tiếp tục đầu tư nguồn lực tốt nhất, ứng dụng các thành tựu tiên tiến nhất về khoa học công nghệ cho quản lý và điều hành giao thông, đóng góp cho giao thông vận tải là ngành tiên phong về chuyển đổi sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện. Rất mong là các đồng chí sẽ cùng với chúng tôi đồng hành để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc này, kể cả đối với nhà đầu tư BOT. Xin thưa với các đồng chí, đây là cái quyền lợi của nhà đầu tư BOT trong cái bối cảnh với cái dịch Covid đấy, nó đang ảnh hưởng rất là lớn. Cũng xin thưa với các đồng chí, có bây giờ có những cái trạm BOT, tức là nhà đầu tư đấy, là doanh thu đã dưới là 15%. Đấy, có những cái nhà đầu tư dưới 50% và rất ít những cái nhà đầu tư thực hiện là trên 50%. Thì cái này chúng tôi cũng đang là báo cáo với chính phủ để có những cái giải pháp để tăng cái lộ trình thu phí, để nó hài hòa cái lợi ích giữa nhà nước, giữa nhà đầu tư và cũng như là nhà cung cấp dịch vụ, để đảm bảo phương án tài chính để thực hiện nó tốt trong vấn đề khi chúng ta ứng dụng cái công nghệ này. Liên quan tới hoạt động thu phí không dừng, trước đó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà đầu tư dự án thu phí tự động quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các thiết bị thu phí tại các trạm theo đúng kế hoạch, đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 đưa vào hoạt động đồng bộ trên cả nước. Dự án thu phí không dừng giai đoạn 2 BOO2 bao gồm 33 trạm trên các tuyến quốc lộ và được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, và cuối cùng đã lựa chọn được liên danh Viettel thực hiện dự án.